Chào một ngày mới đầy năng lượng ở Sài Gòn. Lâu lắm rồi mới có một ngày dậy sớm, xách xe ra tận quận 5, ăn một quầy bánh mì rất là nổi tiếng ngay chỗ điện lực đối diện Thuận Kiều á mọi người. Bánh mì nóng giòn ngon thiệt nha. Trưa thì làm nhẹ cái lẩu hot pot story. Quán này mình đã lên clip review một năm trước và trộm vía rất được nhiều bạn ủng hộ. Chất lượng thì vẫn tốt, nước lẩu nấu ngon, dễ dùng, không dầu mỡ, phù hợp cho cả gia đình có người lớn tuổi đi cùng. Đồ ăn tươi ngon, đa dạng. Nói đến buffet lẩu 250 trong tầm giá thì Hotspot Story vẫn luôn là sự lựa chọn đầu tiên mà mình sẽ recommend mọi người. Bởi vậy đối với mình, quán vừa đạt đủ 3 tiêu chí: vừa ngon, vừa rẻ, vừa đẹp. Hy vọng trong thời gian sắp tới mình có thể giới thiệu cho mọi người những quán tương tự như vậy. Còn ai thích không khí hoài cổ có thể đến với các quán ăn ở quận 5. Quán mà gia đình mình hay đi là lẩu cá dân ít. Chất lượng món ăn thì mình cũng đã review trong clip trước. Hôm nay giới thiệu cho mọi người một món ăn mới, đó là tàu hủ kia cuộn tôm. Lớp tàu hủ kia giòn tan, bao bọc lấy em tôm, núng ninh, ăn cực kỳ ngon nhưng mà cũng hơi bị mau ngán, tại hơi dầu mỡ.